mày đầu này lên là chơi vui vẻ rồi vậy thôi, nói chuyện vui vẻ linh tinh, chém về các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày thôi, những cái gì mình trải qua thì mình chia sẻ với bạn bè thôi, người biết đâu là có người thì người ta học được cái hay của mình, hoặc là mình cũng học được những cái hay từ người ta, cái trải nghiệm thực tế của mình là vậy thôi, mục đích của mày thôi vậy thôi, tôi nghĩ là vậy, chứ cũng chả có gì đâu. Còn cái bản thân anh chị khi là tham gia cái mạng xã hội này thì hầu như là tất tần tật về thông tin cá nhân của các anh các chị, mà cái lưu một trong máy tính hay điện thoại là cái bọn dịch vụ là nó lấy hết rồi, nó thu thập hết rồi. Giống như tôi lâu lâu tôi đi ráp lần á, tôi tải cái ứng dụng về tôi bấm cái à, là cái bọn xe ôm ráp tới cái là trên cái điện thoại đó hiện tôi lên trừ hạ tầng ngay à. À, thu thập thông tin cá nhân của mình, tại sao cái bọn truyền thông cũng rất nó không đối tôi nhỉ, như Facebook này chẳng hạn nè, cái ứng dụng này đấy, nó không thừa nhận này đấy, mà sao không đối tố này, cái đám truyền thông tư nhân mình đối tố, tại vì giang hồ biết vì sao, vì đối tố là buông cho tiền, mà cái ứng dụng gì đó ở bên tàu mà nó chụp ảnh chụp app gì đó mà anh VTC thì anh VTV linh tinh lên, đó là thu thập thông tin cá nhân rồi. Cái vụ thằng NSA 2013, 2014 nhỉ, rồi sao chả thấy chúng nó nói gì, nó theo dõi toàn cầu đấy, thằng Mỹ đấy, mà cũng chả thấy cái đám truyền thông tư nhân mình đả động gì tới, chắc cũng sinh ra lợi nhuận. Còn bất kỳ tôi nói hiếm có cái ứng dụng nào á, trên cái không gian mạng này mà nó không hề yêu cầu các anh các chị là cung cấp cho nó một cái số đề xuất, ví dụ như quyền truy cập máy ảnh này, danh bạ này, ID điện thoại này, rồi tin nhắn này, rồi các cái video đồ gì, các tài liệu á, đấy kiểu gì nó không đòi các anh các chị phải yêu cầu thì cung cấp cho nó những cái cây đặc quyền đấy, đấy là những cái cây công cụ để thu thập thông tin cá nhân của các anh các chị đấy, cái đấy ở thu thập đấy, các anh các chị lên CH lấy hay lấy to con mè gì đấy thử xem, tự tải một cái ứng dụng xem, hiếm có cái ứng dụng nào ở trên đấy mà nó không đòi các quyền truy cập hết, chỉ có một cái ứng dụng thôi nhưng mà nó xóa rồi, nó xuất hiện đúng thời gian mà mình còn kịp tải về máy, đó là chiến tranh tiền tệ, giờ nó mất rồi, giờ nó xóa rồi, nói đến cái bọn kiếm tiền thu quần nó xóa rồi, bất lợi cho nó xóa rồi. Tôi thấy chỉ được mỗi cái ứng dụng đấy là nó không đòi bất kỳ một quyền truy cập nào hết, còn tất tần tật mình tải bất kỳ ứng dụng gì từ camera rồi cả Viber rồi Facebook Zalo con mẹ gì nó không truy cập hết, là trong cái máy, ví dụ như cái điện thoại tôi đang livestream là gọi trực tiếp ấy, hoặc là cái máy tính sách tay, máy vi tính sách tay của các anh các chị, hoặc là cái máy tính bảng cái gì, tất tần tật là ở trong có thứ gì nó thu thập được hết, thậm chí là nó chụp hình mà cái camera của cái điện thoại mình nhé, không hiện lên luôn, trong máy tính của mình nó khởi động camera, nhưng các anh các chị cũng không bao giờ biết tại sao các anh các chị lại không đấu tố, biết vì sao, vì này tôi nói thẳng luôn, nói ra thì mình gọi là tự nhiên là cái máu nô lệ đang chạy trong người các anh các chị thật sự là chưa vào cửa hết được, đang qua nhiều đời lắm, rất chi là nhiều đời thì mới hết được, hết được cái dòng máu nô lệ đang chạy trong người các anh các chị, khi nào hết được, thì các anh các chị mới hiểu vấn đề, còn dòng máu nô lệ, cái tư duy nô lệ đang chạy ở trong từng cái neuron thần kinh của các anh các chị thì các anh các chị chưa thể hiểu được vấn đề đó. À. Nhiều anh nhiều chị lên phán, tôi thấy này tầm
có là ngang ngửa với là giáo sư này giáo sư kia đấy, cũng giống như như cái đám truyền thông tư nhân mới đưa nói là vị chuyên gia này mà chuyên gia kia, nhưng mà chưa bao giờ nó ví dụ như ông Trần Văn A hay là Nguyễn Văn B đấy, chuyên gia này kia, nhưng chưa bao giờ nó trưng ra một cái giấy là cái giấy chứng nhận của tổ chức nào để công nhận ông này là chuyên gia này, ví dụ như về hóa học, về môi trường hay là về công này gì đấy, chưa bao giờ tôi thấy. Thì tôi lên mạng xã hội này tôi cũng thấy một số anh chị như vậy đấy, y hệt là chuyên gia như những cái chuyên gia mà cái đám truyền thông tư nhân nó nói đấy. Rồi rồi cũng có một số gọi là có cái dòng máu nô lệ đang gào rú về cái vấn đề nhân quyền theo cái bọn Tây bọn Mỹ. Tôi nói chúng nó cái tuổi đéo gì mà chúng nó dám gào rú mình về nhân quyền, chúng nó chém giết hàng triệu người Việt Nam mình, có ai không, chỉ có đây mình thôi đứng lên mà chống nó thôi, có ai dám phê phán nó về nhân quyền không, làm gì có. Mà chúng nó tuổi đéo gì mà để nói về cái vấn đề nhân quyền với mình, trong chiến tranh giữa Việt Nam với Mỹ thôi, xâm lược thôi, nó là chém giết 2-3 triệu đồng bào của mình. Rồi cái thời Pháp nè, chúng nó cái tuổi đéo gì mà chúng nó nói chuyện nhân quyền với mình, chúng nó không có tuổi nha, chúng nó mang vác bom đạn từ bên kia gọi là nửa vòng quả đất, chúng nó qua chúng nó dội lên đầu của nhân dân mình, lên dân tộc mình, chúng nó cái tuổi đéo gì mà nói chuyện nhân quyền với mình. Nên là nhiều khi lên ấy, tôi cũng nói để là tôi biết cho nó vui thôi, thực ra mình chấp một cái đéo gì chúng nó không có tuổi, không có gì gọi là nói đến cái vấn đề về nhân quyền, không những là không đủ tư cách nói với vị ở Việt Nam mà nhiều nước thế giới hầu như chúng nó cũng không có đủ tư cách để mà nói về cái vấn đề nhân quyền. Cái nhân quyền nào, ai cho nhân quyền nào mà đi làm loạn, đi giữa đường cản sự tự do đi lại của người khác, cái đấy mà nhân quyền nào, cái đấy mà quyền tự do nè, được cái quyền nào thế, ai cho các anh các chị cái quyền đấy, các anh các chị gào rú nào là tự do, nào là nhân quyền, là các anh các chị in bang rôn áp phích tào lao chi tiếng ra rồi nào là biểu tình thì rồi biểu này biểu kia linh tinh em hô hào, rồi các anh cản trở người dân đi lại, cái đấy mà dân chủ nè, cái đấy mà nhân quyền nè, đúng rồi anh. Nên nói tôi nói các anh các chị, chúng nó nói kể chúng nó thôi, chúng nó đéo đủ tư cách để nói với mình về cái vấn đề nhân quyền nha. Có cái thằng giặc lái nào, cái thằng giặc Mỹ nào mà mình bắt nó về mà tới khi như cái vấn đề mà trao trả tù binh nhé, là có nó có bị xích mẹ gì không, còn chúng nó hả bắt tù binh nhé, những người hả chống lại chúng nó, chống lại quân xâm lược, không còn ai mà nguyên vẹn hình hài nữa, hiếm lắm. Không cụt tay thì cột mắt đều què chân thôi, tàn phế suốt đời luôn. Tôi không cần thầy nói nhiều, tôi không phải dẫn chứng nhiều, xung quanh anh chị không thiếu gì những người vậy đâu, nhân dân sống còn đầy đấy, sờ đấy, nên là chúng nó không có đủ một tí tư cách nào hết để nói mình về cái vấn đề nhân quyền hết, hiểu không? Còn cái mạng xã hội này, cái đám phản động, cái đám chống phá, một thằng á thì nó dùng thậm chí 40-50 cái tài khoản để nó đông, nó phô trương lực lượng, thế thực ra là những cái thằng thất nghiệp nó lập lên để nó phô trương lực lượng thôi, nói là nhiều người phản đối này kia cái kia nọ thôi, cái trên mạng này là ảo, không có ai mà thống kê được. Bây giờ tôi thích tôi lập 100 cái tài khoản là được nữa, nhưng mà tôi phải như chúng nó, tôi chỉ một tài khoản thôi, bất kỳ cái mạng xã hội nào chỉ một tài khoản thôi, không tôi không sử dụng tài khoản thứ hai. Có những lúc tôi đi mượn, là ví dụ như cái tài khoản bị phát, bị báo cáo, tôi đi mượn hoặc là bị
bị khóa tạm thời là tôi cùng trước có lập ra 2-3 tài khoản, nhưng sau mà tôi xóa hoặc là tôi trả lại cho người lập ra. Tôi không sử dụng, sử dụng một tài khoản đó, chúng nó thằng ít nhất phải 4 tài khoản đến 5 tài khoản là ít, trong 40-50 tài khoản để phô trương lực lượng, gọi với cái gọi là trong một kép ấy, là đối trọng với cộng sản. Yêu cầu thôi, mình phản bác là nó đang chụp bộ liệt nào là cộng sản này kia, nhưng thực ra mình không là cộng sản gì đâu, mình dân thường thằng đi chăn bò. Rồi anh nói là nào là ăn lương cộng sản này lên này, cái kiểu giống như là nói thuê nói này nói kia, trên YouTube cũng vậy, Facebook cũng vậy. Tôi nói nhá, đi làm chết mẹ luôn nhá, ngồi đấy mà ăn lương đang tốn tiền 3 người tháng mấy trăm ngàn nữa nhá, cái ngồi đấy mà ăn lương vừa của cái thằng nào đi làm cho học máu mồm ra nhá, ăn lương sướng quá. Đâu phải như cái bọn ăn bám tiền trợ cấp của dân Mỹ đâu mà 8.406 USD đâu. Nhiều khi chán lắm. Thôi, chắc hôm nay lên nói tí vậy thôi cho nó vui vui mồm thôi.